nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh háo hức khi chuyển vai từ gái già thành bà già. Sau nhiều năm ở ẩn với kịch nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh quyết định tái xuất phim trường khi nhận lời đóng một số phim điện ảnh và sắp tới đây là trở lại trên sóng màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh tâm sự, vai diễn gần đây nhất của chị với phim truyền hình là từ cách đây 5 năm. Sở dĩ suốt 5 năm qua chị chưa trở lại màn ảnh nhỏ cũng bởi bận rộn với nhiều công việc khác, trong đó có đóng phim điện ảnh. Nếu nghệ sĩ bộc bạch, chị quan niệm trong công việc thì nơi nào có duyên mình tới. Cũng theo nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, chị cảm thấy đã đến lúc cần trở lại với phim truyền hình, địa hạt mà chị vẫn luôn xem là ngôi nhà xưa, đồng thời có trách nhiệm với gia đình của mình hơn. Chia sẻ về mối duyên đưa đẩy mình nhận lời đóng bộ phim truyền hình Nơi Giấc Mơ Tìm Về, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cho biết. Cá nhân chị rất thích kịch bản bộ phim này bởi nhân vật mà chị được mời đóng là một người phụ nữ quyền lực, giỏi giang, quyết đoán. Tuy hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nhưng trong sâu thẳm trái tim luôn chan chứa tình yêu thương. Nữ nghệ sĩ bày tỏ, chị thích những nhân vật có số phận như vậy, tức là phải trải qua một cuộc hành trình với nhiều thăng trầm, sóng gió mới tạo nên tính cách của họ. Điều đó minh chứng rõ rệt cho quan điểm mà chị thấy rất đúng rằng, không có ai sinh ra đã là anh hùng hay kẻ tội đồ, mỗi người đều có câu chuyện, vướng mắc, hoàn cảnh mà khán giả khi xem sẽ tự khám phá và cảm nhận được. Theo đó, vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh trong bộ phim này là nhân vật bà Lan, chồng mất sớm, một tay nuôi dạy con cháu khôn lớn nên người, lèo lái công ty gia đình làm ăn phát đạt. Nhân vật này theo nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh là mẫu người phụ nữ Việt Nam điển hình của thời buổi hiện đại ngày nay, một người bà, người mẹ giàu đức hy sinh, lòng trắc ẩn, sẵn sàng hết mình lo toan cho gia đình nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ trên con đường xây dựng sự nghiệp riêng. Tuy khéo léo, giỏi giang nhưng từ trong chính nội tâm của họ cũng tồn tại những mâu thuẫn mà chị thấy giống hệt như những gì mà mẹ mình ngoài đời nghệ sĩ nhân dân Lê Mai, phóng viên hay nhiều người mẹ khác phải đối mặt. Đó là mong muốn con cháu có tính cách tự lập nhưng lại hết lòng chở che, bao bọc, sẵn sàng gánh vác, thậm chí làm thay, làm hộ từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường. Nhân vật bà Lan cho cháu đi du học để có thể xây dựng sự nghiệp riêng, nhưng cũng chính bà ấy ron giường cho cháu mình tiếp quản công ty, đặt cả cần câu và con cá vào tay cháu để cháu không phải vất vả. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh tiết lộ, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh gọi vui lần tái xuất màn ảnh nhỏ này, chị đang từ gái già. Vai diễn trong phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu, thành bà già, một bà già dung hòa rất nhiều tính cách trong cùng một con người, khoan dung, giàu tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ, năng động và đặc biệt là vẫn rất lắm chiêu. Nữ nghệ sĩ cảm kích đạo diễn Trịnh Lê Phong vì đã không thờ ơ với những diễn viên già như mình. Nhờ vậy, chỉ có cơ hội trẻ hóa mình khi làm việc với dàn diễn viên trẻ, giàu thực lực hiện nay của màn ảnh Việt. Trong phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về, diễn xuất bên cạnh nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh là nhiều gương mặt trẻ như Lãnh Thanh, Việt Hoa. Trong đó, nam diễn viên Lãnh Thanh vào vai người cháu ruột của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Nam diễn viên gốc Bắc chia sẻ, nhân vật Gia An mà anh đóng là người trẻ mong muốn có cuộc sống tự do chứ không mong muốn nối nghiệp bà của mình. Xung đột của thế hệ, thù hận xảy ra với những chuyện từ trong quá khứ được tiết lộ khi Gia An phát hiện bà Lan không phải bà nội ruột và có liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Khoảng cách về thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ và cả những hiểu lầm đã khiến tình thân rạn nứt, tưởng chừng không thể hàn gắn. Nhưng rồi chính sự thấu hiểu, lòng chân thành đã giúp cả hai vượt qua tất cả. Sau những sóng gió, sai lầm, họ nhận ra trong cuộc đời này, tình thương yêu nhiều khi gắn kết con người ta hơn cả tình máu mủ ruột thịt. Những thước phim còn ghi nhận sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, nghệ sĩ ưu tú Tất Bình. Phim sẽ lên sóng vào 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2023. Sau khi bộ phim Khúc Hát Mặt Trời kết thúc.